Xin chào tất cả các bạn, mình là Khánh Tường. Chào mừng tất cả các bạn đang quay trở lại với Đi Đu Đi Đâu số đặc biệt mừng xuân Canh Tí 2020. Và ngày hôm nay thì Khánh Tường mời tất cả các bạn sẽ cùng với Khánh Tường đi khám phá những địa điểm chụp hình Tết nè, mua cây cảnh ngày Tết và những không gian Tết ý nghĩa. Để biết được đó là những nơi nào mà các bạn cùng theo chân Khánh Tường đến với series của Đi Đu Đi Đâu với chủ đề Con Đường Xuân. Đi thôi!